Rồi, hello, xin kính chào toàn thể anh em cần thủ nhé. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2020 nhé. Chúng em có lên lô cần 2-3 khúc cho anh em đánh bè, đánh sông, đánh hồ, dịch vụ, đánh biển, ok. Thì sau đây em sẽ vô chi tiết từng cây cho anh em luôn nhé. Cây đầu tiên là một thuộc một dòng Ikada. Nó dài là 1m8. 1m8 nhá. Thuộc dòng câu bè. Carbon xoắn. Bass Fuji. FS6. Fan Fuji sư xám dạ quang. Thuộc thương hiệu Olympic. Và độ cứng là 30. Dài 1m8. Chỗ này là keo nhé, keo dính vô. Tình trạng cũng còn khá là đẹp nhé. Con này là mã 110, giá là 600 ngàn nhé. Mã 110 giá 600. Rồi. Tiếp tới là một con của Ryobi, hàng nội địa Nhật nhé. Con kia Olympic cũng hàng nội địa. Con này là Ryobi. Nó chiều dài là 2m1. Cái đọt nó viết cả cái chữ gì lên đây, in cái chữ gì lên đây. Đọt nó là cứng 30 nhé. Quen Fuji sư xám. Bát Fuji Japan Bát FS6. Đấy, tình trạng rất là đẹp. Dài 2m1 và cứng 30. Khoen Fuji sứ xám, bát Fuji. Đấy. Thì con này là mã 1111, ban số 1 nhé, 111 đó. 111 là giá là 700 ngàn nhé. À, tiếp tới là con mã 112. Con 112 này là một con của thương hiệu gì đây? Holder Potion của giống của Ryobi đó. Con này thuộc một dòng nội địa Nhật nhé. Carbon Haya xoắn cuộn. Khoen này là khoen Fuji Xích nhé. Khoen Fuji Xích ấy. Bát Fuji. Đấy. Cái cán này thì nó bọc lớp 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 chun à, lớp băng màng co á, vân 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 vân. Anh em không thích thì lột ra thì nó sẽ giống như này, nó giống như này. Bữa qua em lột cái này ra á. Còn cái tay cầm này em thấy nó vân vân, cầm chắc tay mà đẹp nữa, em để lại. Thì con này là độ cứng 30 và dài 2m3. Độ cứng 30 và dài 2m3 nhé. Khoen Fuji Xích. Một dàn khoen Fuji Xích hết nhé. Đấy. Carbon Haya.
Con này là mã 112, giá là 1 triệu mốt nhé. Hàng tem vàng nội địa Nhật này. Các con xoắn này. Dòng khoen xích cực kỳ cao cấp của Fuji. Rồi, tiếp tới là một con Sanwa, hàng nội địa luôn, hàng của Nhật. Con này là dài 2,7 m, hai đọt. Đấy. Một đọt của nó độ cứng từ mấy đây? 50 tới 80. Và một đọt độ cứng từ 30 tới 50. Một đọt 30 50, một 60 80 nhé. Khoen Fuji xứ xám. Carbon xoắn. Có lớp kim tuyến ngoài, cực kỳ đẹp. Khoen Fuji xứ xám. Bát Fuji tem vàng. Đấy. Carbon xoắn. Thương hiệu Sanwa, hãng Sanwa nội địa Nhật, cực kỳ ok. 2,7 m, tem vàng nội địa. Tình trạng còn rất là đẹp và mới nhé. Con này là mã 113, giá 1 triệu 3 nhé. 113 giá 1 triệu 3. Rồi, tiếp tới là một con 2,7 m. 2,7 m hay 3 m đây? 2,7 m nhé. Đấy. Nó có 3 khúc và 2 đọt. Tình trạng cũng còn rất là đẹp và mới nhé. Đọt 50. Một đọt 50 và một đọt 80 nhé. 2,7 m, 2 đọt. Đọt 50, đọt 80. Này phù hợp anh em đánh sông hồ, đánh lăng xê, đánh chim cha, ok. Lấy đọt 80 quắn. Carbon xoắn nhé. Khoen. Khoen Fuji sứ xám. Bát Fuji. Hai đọt. Trạng khá là đẹp nhé. Đấy. Anh em có thể thấy. Phôi cực kỳ ok luôn. Thì con này là mã 114, giá 1 triệu mốt nhé. Rồi. Tiếp tới là con mã 115. Con 115 này là một con của NFT. Thương hiệu cực kỳ là cao cấp của Nhật Bản. Đấy. Carbon xoắn. Khoen Fuji sứ xám, bát Fuji tem vàng, Japan bát. Tình trạng thì cực kỳ đẹp và mới. NFT. Đấy. Độ cứng là 60 và dài 2,7 m. Độ cứng là 60 và dài 2,7 m. Hàng nội địa Nhật nhé. Hàng NFT này cực kỳ là cao cấp của nội địa Nhật đấy. Chủ yếu các dòng NFT là nó làm, của thương hiệu NFT là nó làm hàng cao cấp không. Đấy, carbon xoắn gân tận ngọn luôn. Kỳ là đẹp và ok nhé. Đấy. Thì con này là mã 115 giá 1 triệu 3 nhé. Rồi. Tiếp tới là con mã 116. 116 này là một con cần dài 2,4 m. Và nó có hai độ cứng luôn.
anh em câu sông hồ, ok hết, cứng 50 và đọt 80 nhé. Hai đọt, đọt 50, đọt 80. Thì con này là một dòng cần carbon xoắn. Đấy. Khoen Fuji sư xám, bát Fuji. Hai mét tư. 50, 24, một đọt 50, đọt 60, 80. Carbon xoắn còn rất là ok, là đẹp nhé. Có cái nắp chụp của thằng nhôm này, nó bọc, nó mạ cái lớp kim loại lên, mạ lớp chrome lên, nó bị bong. Nhưng mà cái này không ảnh hưởng nhá. Về anh em lấy cái đầu chụp này thì về anh em lấy cái nhám anh em chà nó thành cái màu của nhôm còn đẹp hơn. Nhưng mà cái này thì không ảnh hưởng và không có mất thẩm mỹ, bởi vì nó xử lý được. Đấy. Rất là đẹp. Thì, con này là 116, giá 1,1 triệu nhé. Rồi, đến con hàng độc này. Độc và lạ. Con này dài 2m4, độ cứng là M. Chả biết là lua hay là lăng xê đây, mà nó làm cái khoen chả bá lửa. Cái khoen này thì nói chung là cái bộ khoen này là lần đầu em gặp luôn. Khoen của Fuji luôn nhé. Đó, có một đóng chữ Fuji dưới chân. Chả thì còn mới nhé. Carbon xoắn. Đó là carbon xoắn nhé. Đấy. Còn trên trên đọt này thì nó cũng xoắn luôn. Nhưng mà nó làm một lớp trong. Trong suốt. Đấy. Nó cũng làm xoắn luôn nhé. Tình trạng còn rất là mới. Bát Fuji. Thương hiệu của nó. Xoắn cuồn cuộn luôn. Đấy. Chiều dài này, đây tổng số rồi. Chiều dài là 2m4, action là M, cứng M. Tải từ 10 tới 25 bao. Rất là đẹp cái bộ khoen này. Cái khoen trời kinh khủng. Thấy không? Trời. Cái khoen này phải 50 40 50. Kỳ bự luôn. Thì cái này em chả biết là nó lua biển hay là lua gành. Hay là nó đánh cái thể loại gì em chịu nhá. Đó là em giới thiệu cho tất cả anh em cùng biết, thì anh em thấy phù hợp đánh cái thể loại nào thì anh em cầm anh em lấy về đánh nhá. Cái này em chịu á. Lần đầu em thấy cái cây quen chả bá lửa này. Còn nặng nữa nhá. Đấy. Con này là mã 117, giá 1 triệu nhá. Độc lạ. Anh em nào không thích thì có thể kiếm cái bộ khoen đời mới nhẹ nhẹ bây giờ lắp vô rồi chơi thì bá cháy. Bộ khoen này thì em cũng không thích lắm, riêng cảm nhận của em. Còn các bác thì em không biết rồi. Bữa nay có bác nào thích bộ khoen đó hầm hố vậy. Đấy thì tiếp tới là con mã 118. Mã 118 là con thương hiệu của Suzumi. Tình trạng còn rất là mới luôn. Đấy, anh em có thể thấy được tình trạng của nó. Khoen Fuji sư xám, bát của đây à, bát của hãng luôn nhé. Mã 118, con này giá 1,1 triệu. Carbon hai da, cứng 50 và dài 2m1. Cứng 50 và dài 2m1 nhé.
rất là đẹp. Mới tinh luôn. Thì con này là mã 118 giá 1,1 triệu, 2m1 cứng 50, carbon 2 gang. Rồi. Tiếp tới là một con cần câu bè, câu dích biển, câu bè hoặc câu dích biển. Anh em nào câu ao hồ thì ok. Lấy con này chơi cũng được. Cái này là con này là dài 1,5m, 2 đọt. Quen bát Fuji. 1,5m 2 đọt, quen bát Fuji. Độ cứng của nó độ cứng 60, 100 và 100 150. Độ cứng 60 và độ cứng 100. Thương hiệu của Alpha Take. Đấy. Thì gốc này là gốc carbon nhá. Gốc này là gốc carbon. Còn cái đọt này là đọt sợi thủy tinh nhá, cực kỳ bền và cứng chắc. Anh em đánh tẹt bô luôn. Mã này là mã 119 giá 900 ngàn nhé. Rồi. Tiếp tới là con mã 120. Mã 120 này là một con dài 2,7m, độ cứng là 30. Khoen Fuji sư xám. Bát của hãng nhé. Đây là dán mấy cái đề can lên đẹp phết. Đấy, 120 giá 1,1 triệu nhé. Tình trạng còn rất là mới. Carbon, pâu carbon. Cứng 30 và 2,7 m. Đấy, rất là đẹp nhé. Thì con này là 120 giá 1,1 triệu nhé, 2,7 m cứng 30. Rồi, tiếp tới là con Sanwa của hàng nội địa Nhật. Tự nhiên mờ mờ vậy ta. Sanwa. Tiếp tới là con Sanwa này là mã 121 nhé, carbon xoắn. Sanwa. Carbon xoắn. Thì con này là sứ Fuji sứ xám. Bát Fuji đem vàng. Saban bát nhé. Đấy. Con này có chiều dài là 3,3 m. Độ cứng tầm khoảng 40-50 nhé. Tem vàng mà nó chảy mất, tróc mất. Đấy. Con này giá 1,1 triệu, à, giá 1 triệu nhé, 121 giá 1 triệu nhé. À, tiếp tới là con mã 122. Mã 122, mã 122 này là một con Daiwa Hodelock. Một dòng carbon 2 da. Chiều dài là 3,3 m. Hàng này nội địa Nhật nhá. À, đó có hàng này là hàng xuất Nhật. Taiwan, hàng carbon 2 da này chủ yếu của Daiwa Hodelock này chủ yếu nó làm ở tại Taiwan thôi. Tem vàng. Tem vàng, tem vàng đóng tem vàng của nội địa. Đấy, carbon 2 da sứ xám, Fuji sứ xám. Bát Fuji tem vàng, Japan bát. Tình trạng còn rất là đẹp. Đấy, cứng 30 và dài 3,3 m. Khá là ok nhé. Có sức dăm một chút ở ngay đây thôi này. Mà nhìn tổng thể rất là đẹp.
Đó, soi gần là mới thấy. Mã 122, giá là 1 triệu 2 nhé. Đấy. Mã 122 giá 1 triệu 2. Tiếp tới là con mã 123. Con mã 123 này thì em cũng nói nhanh luôn là cái con này đó, nó dài 3m1. Em đo rồi, em ráp vô em đo là một dài 3m1. Và cây đọt của nó ngắn hơn cây gốc 5 cm. Đấy. Và đầu bu là đầu bu xích. Khoen là khoen vàng, khoen gôn vàng. Nhưng mà nó bị sờn màu rồi nhé. Còn vàng, còn trắng, sờn màu rồi. Và cái gốc này nó khá là nặng nhé. Hàng này hàng làm thủ công bên Nhật, cho nên là nó là khá là bạo lực. Và gọi là anh em tập gym nhé, khá nặng. Đấy. Cái gốc nó khá là nặng. Đấy. Này thì nó đánh biển, nó muối nó ăn ít ngay bát này. Đấy. Thì em sẽ bán rẻ cho anh em này. Giá 123, giá 1 triệu nhé. Hàng là Sakura, nó khắc tay luôn nè. Tình trạng cũng khá là đẹp nhé, không có xước xát thì nhiều. Hàng này hàng carbon nhé, carbon khoen khoen Fuji Six. Đấy, nó thiếu mất đoạn đây này, nhưng mà em ráp vô thì đo một được 3m1 nhé. Gốc này khá nặng, ngọn thì nó nhẹ nhưng mà gốc khá nặng. Đấy, độ cứng con này thì tầm khoảng 80, và đọt nó tầm khoảng 2,5 ly 3 ly, khoảng 2,5 ly hơn, nó tầm 2,8 ly 2,5 ly 2,8 ly, nó khá là cứng, cứng tầm 8, cứng tầm 80 nhá. Rồi, tiếp tới là con 124. 124 là một con của Shimano. Đấy, cực kỳ đẹp nhá. Shimano 124 là giá 1 triệu 2 nhé. Còn các con xoắn Shimano. Cứng 30 và dài 2m1 nhé. Rất là đẹp. Đẹp và nhẹ nữa nhé. Nhẹ như cần lu. Thì con này là mã 124 giá 1 triệu 2, dài 2m1 và cứng 30. Rồi, tiếp tới là con cần này là dài mấy đây? Con này là dài 3m6, cứng 30 nhá. Một con hàng cao cấp của Daiwa Hodolock. Nó được làm một dàn khoen Fuji Six. Dàn khoen Fuji Six nhé. Và carbon 2 da. Dàn khoen Fuji Six và carbon 2 da nhé. Tình trạng cũng còn rất là đẹp. Mã là 125, giá 1 triệu 4 nhé. Nhưng cái bộ khoen mà anh em ăn là 3m6, cứng 30, đai hoa hàng hệ nhé. Đấy, cực kỳ đẹp. Một dàn khoen Fuji Six carbon 2 da. Bon bầu mét, hàng nội địa Nhật. Thì con này là giá 1 triệu 4 nhé.
tiếp tới là một con Daiwa Holoclock tiếp. Đấy. Con này là carbon 2 da và độ cứng 50, dài 3 mét. Đấy. Cứng 50, dài 3 mét nhé. Quen Fuji sư xám bát. Bát này là bát Fuji. Đây, bát của hãng Daiwa nhỉ. Không thấy gắn chữ Fuji. Đây là bát của Daiwa. Con này là mã 126, giá 1,3 triệu nhé. 50, dài 3 mét. Carbon vô mét. Đầu bu này là đầu bu Fuji 6 nhé. Rồi, tiếp tới là con cần mã 127. 127 là một con cần của Daiwa luôn, cực kỳ đẹp và mới, Holoclock Daiwa. Và khoen, bộ khoen này, bộ khoen Fuji 6 nhé. Bát Daiwa 127 này giá 1,2 triệu nhé. Dàn khoen Fuji 6 carbon 2 da. Độ cứng là 30, dài 2,3 m. Cái này là keo nó úa vàng thôi nhá, chứ không phải bị sét nó khoen đâu nhá. Keo nó úa vàng. Rồi nó đánh biển nữa. Keo nó vàng theo thời gian. Đấy, một dàn khoen Fuji 6. Cực kỳ ok nhá. Rồi. Tiếp tới là một con cần của Suzumi, carbon xoắn gân từ gốc cái ngọn nhé. Khoen Fuji sư xám bát Fuji đem vàng Japan bát. Thì con này là mã 128, giá là 1,1 triệu nhé. Và độ cứng là 50 và dài 3 mét. Thì hai khúc ngọn thì cực kỳ là đẹp nhé, không có xước xác gì. Chỉ khúc gốc là có xước răm ở đây đây mấy miếng này, nhẹ nhẹ thôi. Chúng không ảnh hưởng nhé, không có... không ảnh hưởng đến ngoại hình lắm á. Suzumi đấy. Sức dăm vài miếng đây thôi đấy, cực kỳ đẹp nhé. Bu Fuji 6 nhé. Con này nhẹ 128, giá là 1,1 triệu nhé. Rồi. Tiếp tới con 129. 129 là một con carbon 2 da xoắn X, xoắn gân, xoắn X gân, nổi gân của Shimano nhé. Con này của Shimano nhé. Hai dài 2,4 m nhé. Độ cứng H tương đương tầm khoảng 60 nhé, 50-60 nhé. Tầm 60. Carbon 2 da thì nó cũng có sức dăm, sức xác, các sức sơn ít này. Bát Fuji, quen Fuji sư xám. Dài 2,4 m. Và cái đoạn này nó bị chảy sơn này. Đấy. Chắc là cái này thì nó cũng gọi là đánh nhiều, nó cà, nó kệ lên kè hoặc lên những cái chỗ gác cần thì nó chảy mấy miếng đây. Nói chung là phôi thì không ảnh hưởng gì nhá, chỉ chảy sơn thôi. Chỉ cái miếng gốc này bị đó, đoạn này này nó hay kè lên đó. Cái này là dài 2,4 m, carbon hay quen Fuji sư xám, bu Fuji 6. Tất nhiên thì con này thì em sẽ để rẻ cho anh em thôi. Dòng cao cấp cực kỳ nhẹ. 129, giá 1,1 triệu nhé. Chứ bình thường con này mà còn không bị trước ở ngày đây á, trước sơn ngày đây á, 1,5 triệu, 1,6 triệu bán bình thường nhé. 2,4 m. Còn cái loại này mà nó mà 2 đọt 2,7 m á, 2 triệu mấy không? Không có giá rẻ vậy đâu. Nên là nó bị xước sơn chút, cho nên là em sẽ giảm giá cho anh em, là không quan trọng ngoại hình. Còn miếng đây đấy. Còn lại rất là đẹp nhé. Thì hôm nay em chỉ lên 20 cây cần 23 khúc này.
Anh em thấy ưng ý con nào thì có thể alo theo em theo số điện thoại là 0866 700 856, hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó, hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em, hoặc là bình luận dưới clip này. Thì mỗi clip thì em sẽ có cái bình luận ghim ở đầu tiên là còn những mã nào hoặc là bán những mã nào. Đấy thì anh em có thể kéo cái phần bình luận của em để xem nhé, để biết được những cái nào đã bán hoặc những cái nào còn, để anh em lựa cho dễ. Rồi thì hôm nay video em sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi hết video của em. Chào và hẹn gặp lại anh em vào clip sau nhé. Cực kỳ là đẹp, ok.